You're laughing here. What are you doing? What are you doing? I work to the queen. Gọi đó xin up. Được rồi, nhiêu đó đủ rồi đó. À? Don't spray the toilet. Don't spray the toilet. Stop crying and talk. What do you want? What? Yeah. Rồi bỏ cái này vô trong cái bên kia. Giày bỏ vô trong tủ này. Giày bỏ tủ đó. Đây là cái quầy ba. Quầy ba của nhà mình nè cô chú anh chị. Cái này anh đóng từ ngày hôm qua. Cái này là phía mặt mặt sau. Dưới này sẽ là cái tủ. Như sẽ để dành để ba cái không dầu, mấy là bánh mì đồ này dưới này luôn nha. Đây cái gỗ này á. Cái gỗ này làm nên cái màu rất đẹp. Thích cái loại gỗ này ghê, cái mùi thơm đó. Còn phía này là mặt trước. Mắt cái bàn. Đây là mấy cái ngăn của tủ. Còn cái chỗ này á, chỗ này sẽ là cái ngăn kéo. Đây là cái cỡ, kích cỡ. Thì cái chỗ này thì tương lai nhà Ni sẽ sử dụng để giống như kiểu làm bàn ăn luôn. Hiện tại thì ảnh đang ở trên kia, ảnh làm mấy cái vách ngăn ra. Can I record? Don't put your hand on the glue stick. Right here. Squeeze. Now over here. Right here. Con ai mà giỏi gì trời? Good job. Yeah. One more over here. I see. One more over there. Over there, over there. Where daddy show you. Over there. Over on the other end. Over here. Put the penny in here. We need to find some vegetables. Yeah. Now get another one. Thank you. Huh? I am doing this. Yes. Now you want to get the penny? Get the penny and help me again. Right here, David. I'll lift it up. Put it in. There we go. So, mommy, turn off. Turn Blippi off. But you are walking on there. You are walking with daddy. You are walking with daddy, so mommy should turn it off. Now take the penny. Put it here. Oopsie. Okay, mommy turn it off. No. Put the penny right here, David. Okay. Let me tap it. Let me staple it. Okay, put it over here. Now get the other one out. He's stuck. Is it stuck? Maybe you have to help ask mommy for help. Me stay away. Right here, pull the trigger here. Pull it. Good job. And down here. Okay. What do you mean that? We're putting this bar together. Now what we do? Now we do that. Oh, what now? What now we do? Okay.
What now we do? I thought I said something. I said a little bit wrong. Now we put the next piece up. Can you come down here and help me pick it up? And put the penny in. Pick it up. Pick him. Penny. Pick him. Pick him. There we go. Oh, wait. Now put the penny in over at the end. Oh yeah. Well, pulls a little bit here. All the way at the end, David. Do you have to make even here? About it's a little bit shorter, so that. Okay, that's right. Now can you clamp it from the end? Climb. Right here, David. Yeah. Go on here. Okay, now squeeze. Squeeze. Okay, now Daddy turn to squeeze. Now Daddy squeeze too. There we go. It's not even here, Daddy. No, that's okay. Oh, you want to shoot. Okay, here. Okay. You having fun? Yeah. So turn flip it off? No. I have to check him every once in a while. See how he's doing. Đây nè cô chú anh chị, phần mặt trước nè. Rồi, ảnh đã làm xong cái phần trước nè cô chú anh chị. Bên hông này thì ảnh cũng sẽ làm bằng cái dáng đó luôn, nhưng mà dựng đứng đó. Cái này là Nhi không có cần phải kêu ảnh đi ngủ trưa kiểu như ép nữa, nhưng mà tới giờ là kêu đi vô ngủ thì nằm đây chằn chọc được chút xíu rồi tự ngủ. Bữa nay thì Nhi sẽ đi cắt tóc lại cho ảnh. Nó vít cũng dài cô chú anh chị, cho nên là Nhi không có cắt ảnh thức được, tại vì nó không thích ai đụng vô người nó, kiểu như là tóc hay là trên người của nó hết chứ. Cho nên là Nhi sẽ cắt lúc ảnh đang ngủ. Dạ. Dạ. Con. Xin chào. Xin chào. Ông bà. Cô chú. Đi chú. Cắt chưa xong nữa. Ê, xe về. Vít làm gì Vít? Hả? Làm gì vậy? Have to ask Daddy. Will you bring it upstairs? Có cần phải hỏi liền giờ không? You can wait for him. Daddy upstairs. Trong nhà mang dép nè. Mệt thiệt cơ chứ. Mệt thiệt cơ chứ. Mệt thiệt cơ. What for? What for? What for? What for? What are you doing? What doing, David?
now because it's dinner time. Can you wait a little bit, please? I like it. My side. Hey, don't climb in there. Ah, you can get the water bottle, but don't climb on the table. How many pull out, George? Should we do on the bottom here? Just four, like one in the middle on each one. We have a total of 10 slides. So you mean like not enough? Yeah, that would leave two extra. Okay, so what? I don't know. Do you want one on the bottom too, on two of them, or not? Just no. Just in the middle. Okay. You guys hungry? Yes. Can you wait? No. Yeah. Nice. Nice height. More room to work at too. Mm-hmm. Yeah. Good. Thank you. You're welcome. What? You want to cook? You like to cook? You like to cook? Okay. I want to cook. I like to cook. Okay, come. Move around. Just sit down. Sit down. Sit down. Don't move around. That's just mom. It's a mushroom. Can I eat a mushroom? No, no. Chair? Put in the put in here. In here? Yeah. In here. What I look nice for David too. Good. Good. Say thank you, Daddy. Thank you, Daddy. You're welcome, David. What's this dad up there? Looks like a mushroom. Like a wood up there. The wood, yeah, I was measuring how high to make these posts need to be. Hmm? Understand? I understand that. You understand? Okay, good. Good. Good dad. Good. Good dad. Rồi put vô. Bỏ vô đây nè. Bỏ vô đi. Get where they go. Bỏ vô đi mệt quá. No, no. Bỏ vô đây nè. Bữa nay anh xã nhà anh vừa mới đóng xong cái quầy này á. Rất là im. Thoải mái có thể nấu nướng được. Được chưa? Em mì hộp vô. Ok. Okay. I want to eat the dough. Huh? Can't just eat a pizza. Mm-hmm. Anh nói là không có được ăn cục bột mà phải ăn bánh pizza chính á. Cái gì? Thì mẹ để miếng cà vô rồi xong để bịch để cheese lên nha. Cheese. Mm. Mommy put this and then David can put the cheese on. Để phô mai lên. Bỏ lên đây nè. Nè, bút ra. Eat it cold. Can I... Anh nói là anh xin ăn miếng đậu bắp, miếng bắp thôi chứ. Rồi, nói chung là cũng xong rồi cô chú anh chị. Cái chỗ này thì chỉ còn cái mài cho nó bằng lại với nhau. Mài dán cho nó bằng lại với nhau. Cái chỗ này nè, anh sẽ để hai cái cột dựng lên trên tới cái nóc nhà. Bên đây cũng vậy luôn.
cái chỗ khoảng trống này thì sẽ để cái ghế để mà ăn. Cái này thì sẽ để một cái lớp mica lên nữa, cái này thì chưa xong. Khi mà đó có cái cột lên nó sẽ gắn một cái đèn khác nữa. Đây. Đây, rất là rộng rãi. Nhi rất là thích cái này luôn. Đây, cái chỗ này là mấy cái học tủ. Tủ kéo. Thì ảnh đang làm cái học tủ, cái cửa trên kia bằng dán này luôn. Mấy cái này thì sẽ có một cái lớp giống như là để chống chống mục, chống ẩm rồi đó. Rồi. Đây. Đây là tóc mẹ mới cắt cho David nè. Cái đằng sau kìa. Đó, đằng sau đó. Bên đây. Hả? Ok, go up there. Hả? Hả? Ok. Ok. Huh? I see your ribs. I see your ribs. Say, dạ. Dạ. Bye bye. Bye bye. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Video. Video. Của con. Của con. Tới đây. Tới đây. Là. Dạ. Hết rồi. Hết rồi. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Dạo. Dạo. Ngày mai. Ngày mai. Ngang. Ngang. Chúc ông bà. Chúc ông bà. Cô chú. Cô chú. Ngày mới. Ngày mới. Ngày mới. Tốt lành. Chúc bà. Bye bye. Bye bye. I will be. Yeah.